Những mục tiêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 được nhiều cán bộ đảng viên và nhân dân quan tâm và đóng góp. Trong đó, vấn đề nâng cao chất lượng sử dụng nước sạch và phát triển hiệu quả kinh tế vùng bãi là một ví dụ. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 44 dự án cấp nước sạch, trong đó 42 dự án đã đi vào hoạt động phục vụ cấp nước sạch cho người dân, trung bình có từ 3 đến 4 trạm cấp nước sạch tập trung một huyện, thành phố, thị xã. Các nhà máy đã chuyển từ nguồn nước thô nội đồng sang sử dụng nước sông Hồng, sông Luộc. Chất lượng nước của các nhà máy đã đảm bảo theo tiêu chuẩn Bộ Y tế, chuẩn nước ăn uống. Tỷ lệ người dân nông thôn trong tỉnh đã đấu nối sử dụng nước sạch tại các trạm cấp nước là trên 70%. Tuy vậy, hiện nay, tỷ lệ đấu nối đồng hồ sử dụng nước trên địa bàn tỉnh chưa đạt yêu cầu đề ra. Theo dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu tỷ lệ số hộ dân sử dụng nước sạch đạt 95%. Theo các nhà quản lý, các doanh nghiệp thì để đạt được mục tiêu này cần có các giải pháp cụ thể. Các địa phương phải thực hiện tốt các cái ký cam kết và giám sát cái cam kết về cái sử dụng nước để đảm bảo cái chất lượng nước. Tỉnh cũng phải có cái chính sách làm sao để hỗ trợ các cái hộ nghèo, hộ khó khăn và hộ chính sách ở nông thôn có cái khả năng để đấu nối cái cụm đồng hồ để mọi hộ dân đều có thể sử dụng được cái nước sạch. Doanh nghiệp của Ngọc Tuấn nói riêng cũng như là Hiệp hội nước nói chung là muốn là làm sao đó để bỏ cái phân vùng nước để làm sao đó người dân có thể tiếp cận được với cái chất lượng cũng như là cái dịch vụ để cho nó đúng với cái nghĩa của cái việc là cơ chế thị trường. Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đưa ra giải pháp phát triển kinh tế trên 5.000 hectare đất ngoài bãi. Đây được xác định là bước đột phá trong nông nghiệp để nâng cao giá trị sử dụng đất. Tuy vậy, do khó khăn về thủy lợi, hạ tầng giao thông, để phát triển mạnh sản xuất nông nghiệp vùng bãi, cần chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sử dụng cây trồng có nhu cầu nước tưới ít như cây ăn quả, hoa, cây cảnh. Những vùng có điều kiện về thị trường, kinh nghiệm sản xuất cần đầu tư theo hướng trồng các cây có giá trị và hiệu quả kinh tế cao như cây dược liệu, rau an toàn. Trong chăn nuôi, cần xác định vật nuôi chủ lực là bò thịt, theo đó tiếp tục chuyển sang chăn nuôi giống bò Brahman đỏ và các giống bò chất lượng cao khác. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện hỗ trợ nông dân vùng bãi, triển khai các chương trình dự án. Việc mà chuyển đổi cây trồng ở khu vực là ở ngoài bãi thì trước hết là cần là phải phát triển là về đường, thế rồi là hệ thống là thủy lợi, đường điện để nhằm ấy là áp dụng về khoa học kỹ thuật. Để mỗi chỉ tiêu của nghị quyết đại hội đề ra đạt kết quả cao, không chỉ có sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung quyết liệt của cấp ủy chính quyền các cấp, mà luôn cần sự đồng lòng chung sức sáng tạo của mỗi đảng viên và các tầng lớp nhân dân.